Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Bố Cơm Mộng. Hiện tại thì mình đang ở bãi biển của khách sạn Flamingo Cát Bà. Bây giờ là khoảng gần 1:13 trưa ngày 27 tháng 8 năm 2022. Trong thời gian chờ nhận phòng thì hai bố con mình đã xuống biển chơi. Bãi biển chỉ có hai bố con và với anh vệ sinh, đang dọn vệ sinh thôi. Biển khá là trong và xanh các bạn. Lần đầu tiên mình đi Cát Bà, một chuyến du lịch khá là thú vị. Lúc sáng nay thì đã vào vườn quốc gia Cát Bà chơi rồi. Bây giờ thì đang ở khách sạn để nhận phòng, quay một cái video ngắn về bãi biển tại khách sạn Flamingo. Và sáng mình thì đang mua kem trên kia. Đấy, bé đang chạy lên để chuẩn bị kem, và mình chuẩn bị kem. Cái này mà buổi chiều thủy chiều nó lên thì bãi cũng khá gần với lại cái kè đá kia các bạn. Rất là đẹp. Không gian thời tiết hôm nay rất là đẹp, nắng đẹp, trời trong xanh. Mình chọn được cái thời điểm đi Cát Bà thì cũng tương đối là vắng, thời tiết đẹp. Trong năm nếu mà có dịp đi thì mình sẽ đi dài ngày hơn. Một cái video ngắn về bãi tắm tại khách sạn Flamingo xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.